Hello em, sáng nay mình vừa về một cái đơn hàng keo. Đây là cái keo dán chống giọt anh em ơi. Xưa giờ mình bán chỉ có một cái dòng này thôi. Anh em nào mà xài cái keo mình xưa giờ thì anh em biết rồi ha. Đó, loại keo dày nè, dán siêu dính nè. Cái dòng này thì mình kỳ này mình về 5 phân nè, 5 phân, 1 tấc và 1 tấc rưỡi. 2 tấc cái này mình không có về mấy anh. Nha, thì anh em đang có nhu cầu thì chống giọt, thấm gì đó, ghé cửa hàng mình có hàng rồi nha. Giá có cái bản 5 phân là 70 ngàn. 70 ngàn, còn cái một tấc anh em là 110 ngàn, còn một tấc rưỡi á là giá là 150 ngàn đồng một một cuộn nha. Một cuộn cái chiều dài á là 5 m, chiều dài là 5 m anh em ơi. Ok ha, thì mỗi một cái đơn hàng thì mình đều có khui ra mình kiểm tra, mình khui ra bất chợt ha để mình kiểm tra xem coi nó giống như ngày xưa hay không nha. Những keo mà xưa giờ mình bán á là mấy anh em xài rất là ok. Này là 70 ngàn ha. Đó thì mình sẽ test thử cho anh em coi anh em ơi. Những cái đơn hàng về những keo này nó hơi lâu nè, nên mấy anh em nào mà mua thì nó chờ thông cảm ha. Thật sự mà nói mình đặt nó hơi lâu, nó không phải cái này mình không phải đặt ở trong nước nha, và đặt nên nhiều lúc nó hơi lâu đó, chứ không phải là, chứ trong nước nó có nhiều lắm mấy nè, nó rẻ hơn này cũng có nên mình không có bán được mấy hàng đó. Ok ha, rồi cắt thử. Rồi đây, lọt ra. Đó, lớp keo nè mấy anh. Rồi dán thử đây coi. Đấy, khi mà anh em dán thì trên cái to nè, cái lớp keo cửa hàng mình là về lớp keo dày nha. Anh em dán thì anh em phải miết ha cho nó ăn. Ok ha, đây là bản 5 phân. Rồi kế tiếp nữa, bản này là bản 1 tấc. Tại vì anh em biết hả, nó có những cái loại loại á, keo nó sẽ rẻ hơn, nhưng mà keo anh em dán nó không có dính, nó giảm độ dính dữ lắm. Còn mình bán bạn đồng ý giá của mình thì nó, nếu mà so với thị trường thì nó cũng không phải là cao, nhưng mà nó cũng cao hơn những hàng giá rẻ. Nhưng mà nói chung là cũng phải có cái chất lượng của nó thì anh em mới chuộng. Chứ anh em mua đồ rẻ quá về xài không được nên nó cũng vậy. Ok ha, đây một lớp keo về cộm luôn nè mấy anh. Keo này theo thông số hãng báo mình là dạng ly 2, keo dưới này luôn là ly 2 đó. Ok ha, nó rất là dính luôn nha mấy anh, dính cực kỳ luôn. Rồi cũng test đường cho anh em coi ha. Hồi mấy này mà anh em mà dán chống giọt trên máy tôn, mình nói thật sự anh em hả, chuyện là 5 7 năm rồi đó, 10 năm rồi mình không có cam kết, nhưng mà cái chuyện mà 5 7 năm chuyện bình thường nha. Mình đã dán một cái lớp này mà anh em có thể coi là cái video cũ mình đó, mình dán nay chắc còn mấy năm trời đó, test ở trên cái máy thấy to nó trên cái bê tông anh em. Ồ tới bây giờ rồi, chất lượng tuyệt vời luôn nha, còn dính luôn. Anh em nào có thể xem lại video mình năm 2019 20 mình quên mất tiêu rồi, lâu rất là lâu rồi, cũng cùng một nhà máy sản xuất cái này nha, mình đặt theo cùng một nhà máy sản xuất cái loại này luôn mấy anh, chất lượng phải nói là tuyệt vời nha. Đó thì trong cái video này mình sẽ test thử cho anh em coi cái này, và chút xíu mình sẽ đi đi lên trên cái sân thượng mấy anh, mình coi lại cái lớp keo mà mình dán cách nay rất là lâu rồi ha, để coi chất lượng như thế nào. Bên mình thì đòi hỏi cái chất lượng của keo anh em làm phải ok. Ok rồi, đấy rồi, 5 phân nè, 1 tấc nè, tấc rưỡi. Cái này không có về 2 tấc nha mấy anh. Đó, anh em nào tấc rưỡi, 2 tấc chắc đợt sau mới về. Tại lý do là khi mà lên đơn hàng này 2 tấc nó còn. Nhưng mà vừa rồi á là nó cháy hàng á, rồi anh em 2 tấc cũng gom hết luôn rồi. Anh em làm xong anh em miết nha. Miết cái là bảo đảm với anh em mà nó dính cứng ngắc luôn mấy anh em ơi. Rồi, bóc lên thử nè. Đây. Đây, nó dính cái này nè. Rất là dày ha. Đó, anh em miết rồi dính cứng ngắc rồi, thấy chưa? Đây, nguyên lớp keo này nha. Lớp keo nè. Lớp keo này mấy anh, dán rất là dính. Đó rồi, đây như nè, đây coi đó. Anh em miết là dính nè, anh em miết đều là dính đều hết á. Thì cái này cái lớp ở trên này lớp trắng bạc, nó sẽ vừa chống nóng, chống nóng và chống giọt luôn á, chống nóng và chống giọt luôn. Cái này cũng vậy. Đây cứng khừ. Chống nóng và chống giọt luôn ha. Thì khi mà anh em dán trên bất kỳ một cái nền nào cũng vậy, nền bê tông thì có phải vệ sinh sạch,
nha. Vệ sinh thứ nhất là vệ sinh sạch, thứ hai là thổi bụi cho nó sạch, và thứ ba là nó phải khô thì anh em dán keo là nó mới ăn. Còn anh em mà dán trên cái nền bê tông mà nó ẩm ướt hoặc là nó bụi bặm nó bám thì tất nhiên nó không ăn rồi nha. Thì keo người ta sản xuất ra một một chuyện, nhưng mà cái người thi công á, nó tốt không tốt là người thi công á, là thêm chuyện, là chuyện thứ hai. Anh em phải đáp ứng được cái chuyện mà thi công phải đúng tiêu chuẩn này nọ ha, thì nó phải sạch sạch sẽ anh em dán nó mới ok được. Rồi ok nha, nói chung là keo này dán chất lượng như ổn anh em ha, như cũ, không có bàn gì, nó cũng đạt độ dày á nha, độ dày à. Ok ha, rồi vậy trên dưới gì anh em dán là kín mít hết, nó đều hết, nó ăn đều hết mà, nó ăn đều hết rồi nó bám à, chứ nó không có tự bọng mà nó tróc được. Ví dụ anh em dán trên mái tôn à, mái tôn này em cắt một lớp này bệnh vô một cái bảo đảm anh em nhớ vệ sạch sẽ nha. Mái tôn mà chúng ta có rỉ sét á thì dùng cọ vệ sinh sạch sẽ rồi chúng ta dán vô à, vệ sinh sạch rồi chúng ta sẽ dán, dùng cọ chúng ta lau ha. Chỗ nào nó lủng lỗ á thì chúng ta dùng cước á đánh sạch cho rỉ sét này rồi chúng ta dán vô, rồi người ta dùng cái đồ miết, người ta miết xuống ha, miết xuống để cho nó ăn xuống cái lớp tôn đó nè, cái lớp tôn này ăn xuống cái là nó bám đều, cái là bảo đảm với anh em nằm hoài vậy thôi, không ai đụng chạm tới nó thì chuyện 5-10 năm thì chuyện bình thường nha, không ai đụng chạm gì tới nó hết nha, chứ nó không có chuyện mà tự động mà nó bong ra nó rớt ra, không không có. Rồi ok, 70.000, 110.000 và 150.000, có 3 size, anh em nhu cầu mua thì liên hệ. Giờ mình đi lên cái keo mà mình dán cái này mấy năm mà, để mình coi lại ha. Mà để đường link bên dưới nha, anh em coi coi nó bao nhiêu năm à, anh em ha. Rồi quay lại cái chỗ mà test cái này, mình dán từ hồi tháng 7 2020 mấy anh, cho đến hiện tại bây giờ thì nó đã là 4 năm rồi ha, 4 năm rồi đó. Giờ mình sẽ mấy cái này thì mình đã lột ra nè, lý do là mỗi năm mình có review lại á à, bây giờ cái đây mình lột lên đi cái miếng kế tiếp. Ok ha, đây nè mấy anh, tháng 7 2020 nha, mình sẽ để đường link bên dưới vấn đề chỗ mình thi công á để cho anh em xem cái ngày của nó. Đây mình có làm cái video rồi mà, anh em thấy không, 4 năm rồi cái lớp keo này nó vẫn còn mềm nữa mấy anh. Đây nè, đây đây nha, lớp keo này vẫn còn mềm nữa, nó vẫn còn ăn nè nha, đó đây nè. Khi mà mình dán vô cái nền này á là vệ sinh sạch thổi bụi, dán vô bê tông luôn mấy em, nó bám ghê chưa, và dán xong mình miết miết nó đều luôn, thì anh em có thể coi cái video cũ mình đã test ha. Đây nó ăn ghê chưa, và vẫn vẫn còn mềm lớp keo nè mấy em. Tháng 7 2020 bây giờ 4 năm nó còn như thế này thì cái chuyện mà 5 năm thì 10 năm mình nghĩ chắc nó cũng bình thường đó mấy anh em ơi. Đó thì anh em thấy cái lớp chất lượng lớp keo ha. Đây ok ha, đó tại vì mỗi lần mà review á vài năm á thì mình sẽ lên mình lột một tấm, thì mấy tấm này mình đã lột hết rồi nè, còn hai tấm này mình chờ ha, ví dụ như cỡ vài năm sau ví dụ như vậy đi, mình vẫn còn ở đây mình bán hàng cho mấy anh á thì mình sẽ vẫn còn ở đây mình review. Cái này mình dán từ hồi tháng 7 2020 nha cho tới bây giờ đó, thì anh em thấy không, 4 năm rồi lớp keo vẫn còn mềm rồi mấy anh, phải nói là chất lượng tuyệt vời. Thì chỉ có bên mình test theo cái kiểu mà ngày xưa mình mới về đó, cùng một nhà máy, cùng một đơn hàng, cùng một sản phẩm đó, nó vẫn còn lớp keo nó ăn nè mấy anh nha, đó chất lượng tuyệt vời. Ok ha, rồi để vậy cho mấy anh em yên tâm đó, còn hai này mình để dành lại khoảng 2 năm 3 năm gì đó quay lại thử coi sao nha, nếu mình còn thuê chỗ này. Rồi ok.